Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin quốc tế trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những nội dung chính đáng chú ý. Phương Tây cuối cùng sẵn sàng thừa nhận thất bại của Ukraine. Ukraine rút quân hỗn loạn ra khỏi Donbass. Nga khẳng định không thay đổi lập trường về Ukraine hậu bầu cử Mỹ. Phương Tây cuối cùng sẵn sàng thừa nhận thất bại của Ukraine. Thưa quý vị và các bạn, các phương tiện truyền thông ở các quốc gia phương Tây đang dần thay đổi câu chuyện đưa tin về cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine khi Nga đang đạt nhiều lợi thế hơn trong cuộc chiến ủy nhiệm. Tạp chí Economist của Anh trong tuần này đưa tin rằng Nga đang cắt qua hàng phòng thủ của Ukraine và sau đó Kiev đang vật lộn để tồn tại. Trên khắp các phương tiện truyền thông phương Tây, nội dung câu chuyện được đưa tin, truyền tải cho người dân theo hướng Ukraine đang được chuẩn bị cho thất bại và những nhượng bộ lớn trong các cuộc đàm phán với Nga trong tương lai. Các nhà báo đang thay đổi câu chuyện vì họ không thể phớt lờ thực tế được nữa. Kịch bản thành công của Moscow đã trở nên rõ ràng kể từ ít nhất là mùa hè năm 2023, nhưng điều này đã bị bỏ qua để duy trì cuộc chiến ủy nhiệm. Các nguồn tin báo chí phương Tây đã từng đưa thông tin không đúng sự thật rằng các mặt trận đang bị trì trệ như bằng chứng cho thấy Nga không giành được lợi thế. Tuy nhiên, trong một cuộc chiến tiêu hao, hướng đi của cuộc chiến được đo bằng tỷ lệ tiêu hao, tổn thất ở mỗi bên. Việc kiểm soát lãnh thổ sẽ đạt được mục tiêu khi đối thủ kiệt sức vì việc mở rộng lãnh thổ vốn rất tốn kém trong chiến tranh cường độ cao như vậy khi đối mặt với tuyến phòng thủ mạnh mẽ. Và sự sụp đổ hiện tại của các mặt trận của Ukraine là điều rất dễ đoán vì nhân lực và vũ khí của họ đã cạn kiệt. Vấn đề là vì sao truyền thông phương Tây giờ đây lại không còn đưa những câu chuyện như vậy nữa? Người dân có thể bị đánh lừa bởi tỷ lệ tiêu hao giảm, nhưng không thể che đậy những thay đổi về lãnh thổ sau những điểm phá vỡ cuối cùng. Hơn nữa, cuộc chiến ủy nhiệm có lợi cho NATO khi Nga và Ukraine làm tổn thương lẫn nhau mà không có bất kỳ thay đổi đáng kể nào về lãnh thổ. Nhưng giờ đây, Ukraine đã kiệt sức và bắt đầu mất lãnh thổ chiến lược. Việc tiếp tục chiến sự không còn nằm trong lợi ích của liên minh quân sự này nữa. Và rõ ràng, phương Tây đang ngầm thừa nhận rằng thất bại của Ukraine là điều không thể bàn cãi. Ukraine rút quân hỗn loạn khỏi Donbass. Quân đội Nga đang tích cực tiến công tại khu vực Donbass, buộc lính Ukraine phải rút chạy tại một số địa bàn trên mặt trận quan trọng. Trang tin quân sự Aviapro ngày 8 tháng 11 dẫn nhận định của chuyên gia Anh Alexander McCreary cho biết, lực lượng quân sự Ukraine đang buộc phải rút lui khỏi các vị trí của họ ở vùng Donbass, miền đông Ukraine một cách hỗn loạn và mất trật tự. Theo McCreary, các hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã làm suy yếu đáng kể năng lực vũ trang Ukraine, đặc biệt là trong việc sử dụng máy bay không người lái, vốn trở nên không hiệu quả trong khu vực tác chiến. Chuyên gia Mercutis nhấn mạnh các công nghệ tác chiến điện tử tiên tiến của Nga đã ngăn chặn hoạt động của máy bay không người lái Ukraine và can thiệp vào hoạt động trinh sát và điều khiển hỏa lực. Theo chuyên gia này, những động thái diễn ra trong bối cảnh quân đội Nga đã đạt được những bước tiến lớn kể từ đầu tháng 10. Ông tin rằng bước tiến hiện tại của quân đội Nga là một trong những bước tiến quan trọng nhất kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, ngoại trừ những tháng đầu tiên. Trước đó, các nguồn tin của Nga xác nhận lực lượng vũ trang của nước này đã tiến hành các cuộc tấn công vào một số khu vực trên tiền tuyến trong những tuần gần đây, đặc biệt là theo hướng Kupiansk, nơi những đơn vị quân đội của Ukraine đang chịu tổn thất đáng kể. Hãng tin TASS của Nga đưa tin, Tổng thống Nga Putin ngày 7 tháng 11 cho biết khoảng 15.000 quân nhân Ukraine bị quân đội Nga bao vây dọc hai khu vực ở mặt trận Kupiansk và Kharkov. Nỗ lực này dường như đã tạo ra miệng túi, dồn lực lượng Ukraine vào tình thế ngặt nghèo. Tờ Người Bảo vệ của Anh kể từ đầu tháng 10 cho hay, tình hình Kupiansk đã xấu đi đáng kể với các lực lượng Ukraine. Các quân nhân nước này thừa nhận lực lượng Nga đang áp đảo về pháo binh, thiết bị quân sự và nhân sự. Kupiansk, một nút giao đường sắt và trung tâm hậu cần quan trọng, đã bị lực lượng Nga kiểm soát sau cuộc tấn công hồi tháng 2 năm 2022. Lực lượng Ukraine giành lại thành phố này trong một cuộc tấn công chớp nhoáng vào hồi tháng 9 cùng năm. Các đơn vị chiến đấu của Nga hiện chỉ cách Kupiansk vài km. Lực lượng Nga cũng đã đạt được mục tiêu kiểm soát vùng Donbass ở phía đông Ukraine, bao gồm các khu vực Donetsk và Lugansk. Donetsk tiếp tục là một trong những điểm nóng nhất trên tiền tuyến khi Nga liên tiếp giành được lãnh thổ từ đây. Nga đã kiểm soát hầu hết Lugansk và đẩy nhanh tốc độ tiến công ở Donetsk với mục tiêu kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass, trung tâm công nghiệp nặng hàng đầu của Ukraine, cũng như nơi tập trung nguồn trữ lượng khoáng sản dồi dào của Kiev. Vào tháng 9, lực lượng Moscow đã tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xung đột. Nga liên tiếp tuyên bố kiểm soát được các khu vực ở Donbass, đe dọa các tuyến hậu cần huyết mạch của Ukraine. Tờ Người Bảo vệ của Anh dẫn nguồn tin từ thực địa cho hay,
các đơn vị Nga đã tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu năm 2022, khiến phòng tuyến của Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk đối mặt với nguy cơ sụp đổ trong thời gian tới. Theo thống kê vào tháng 10, lực lượng Nga đã giành được khoảng 500 km2 lãnh thổ, chủ yếu là tại Donetsk. Ngoài ra, Nga cũng đã giành được khoảng 40 km2 ở khu vực Kupiansk, Kharkov, khu vực nằm gần Donetsk. Nga hiện đang kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ của Ukraine. Ông Trump sẽ rút Mỹ khỏi xung đột ở Ukraine. Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán cho rằng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ rút Washington khỏi cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine và kêu gọi châu Âu thay đổi chiến lược. Liên minh châu Âu cần xem xét lại việc hỗ trợ Ukraine sau chiến thắng của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Trước đó, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích các mức độ hỗ trợ của chính quyền Tổng thống Joe Biden cho Ukraine trong cuộc chiến hiện nay với Nga. Tương lai của nỗ lực viện trợ cho Ukraine là một trong những câu hỏi lớn mà EU phải đối mặt sau chiến thắng của ông Trump, khi khu vực này đang gặp thách thức để có thể thống nhất chiến lược viện trợ Kiev. Ông Viktor Orbán, một nhà lãnh đạo có quan điểm ủng hộ ông Trump, cảnh báo người dân Mỹ sẽ rút khỏi cuộc chiến này và trước hết họ sẽ không khuyến khích cuộc chiến nữa. Ông cho hay châu Âu không thể tự mình cung cấp ngân sách hỗ trợ Ukraine cho cuộc chiến này. Một số người vẫn muốn tiếp tục gửi số tiền khổng lồ vào cuộc chiến đang thua và một số người vẫn im lặng. Và có những người thận trọng lập luận rằng chúng ta nên thích nghi với tình hình mới. Cùng với Mỹ, EU và các nước thành viên nằm trong số những nhà tài trợ quân sự và viện trợ hàng đầu cho Ukraine trong vài năm qua. Tuy nhiên, Hungary là một trong số nước vẫn duy trì đường lối trung lập khi tuyên bố không cung cấp vũ khí cho Ukraine và duy trì quan hệ làm ăn kinh tế với Nga. Ông Orbán đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine. Sau đó sẽ là các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine. Một lời kêu gọi đã bị Tổng thống Ukraine từ chối một cách mạnh mẽ. Trong liên minh, hiện chỉ có ông Orbán và Thủ tướng Slovakia, ông Robert Fico, kêu gọi EU thay đổi chiến lược Ukraine, trong khi những người khác cho rằng chiến lược hiện tại đang có hiệu quả. Nhưng các nhà lãnh đạo châu Âu biết rằng họ phải đối mặt với một viễn cảnh Mỹ cắt giảm viện trợ cho Ukraine dưới thời ông Trump và đang bắt đầu thảo luận về cách họ ứng phó trong trường hợp đó như thế nào. Trong một thông điệp đăng trên trang Facebook, ông Fico cho biết nếu EU có thể tìm được nguồn ngân sách viện trợ cho Ukraine, thì họ cũng nên tìm ra nguồn tiền để chi trả cho cuộc chiến chống lại vấn đề di cư bất hợp pháp, điều mà ông gọi là mối đe dọa hiện hữu với khối. Nga khẳng định không thay đổi lập trường về Ukraine sau bầu cử. Điện Kremlin cho hay ông Putin sẵn sàng thảo luận với ông Trump về xung đột Ukraine, nhưng khẳng định các mục tiêu của Moscow vẫn giữ nguyên. Trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 11, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, được hỏi liệu việc ông Putin bày tỏ sẵn sàng thảo luận với Tổng thống đắc cử Trump có phản ánh ý định thay đổi các yêu cầu liên quan đến Ukraine hay không. Ông Putin đã nêu lại các điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, bao gồm việc nước này phải từ bỏ tham vọng vào NATO và rút toàn bộ quân khỏi 4 khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập. Ukraine bác bỏ những yêu cầu này, nói rằng điều đó tương đương với đầu hàng. Tổng thống Ukraine Zelensky đã đưa ra một kế hoạch chiến thắng, trong đó có yêu cầu hỗ trợ quân sự bổ sung từ phương Tây. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, người đã đắc cử Tổng thống Mỹ và sẽ trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025. Ông Trump từng tuyên bố có thể mang lại hòa bình cho Ukraine trong vòng 24 giờ, nhưng không nêu cụ thể kế hoạch. Điện Kremlin hoan nghênh ý tưởng của ông Trump, nhưng cho rằng chỉ có thời gian mới có thể làm rõ những tuyên bố này. Ông Putin ngày 7 tháng 11 đã chúc mừng ông Trump và khẳng định sẵn sàng đối thoại với chính quyền tương lai. Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói rằng ông Putin có thể điện đàm với Tổng thống đắc cử Donald Trump trước ngày nhậm chức 20 tháng 1. Quan hệ Nga-Mỹ hiện đang ở mức thấp kỷ lục. Lần cuối cùng ông Putin nói chuyện với ông Biden là vào tháng 2 năm 2022, vài ngày trước khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát.